Mưa lớn kéo dài thời gian gần đây đã làm hàng trăm hecta ruộng muối tại Phú Yên đang kết tinh đều biến thành nước, khiến nhiều hộ dân tại địa phương này phải chịu thiệt hại nặng nề. Mưa lớn kéo dài tại Phú Yên, hàng chục ngày qua đã khiến nhiều ruộng muối kết tinh biến thành nước. Dù ba ngày nay trời đã nắng nhưng nhiều nơi ruộng muối ngập hơn 10 cm kể cả nước rút. Theo diêm dân bà con cũng phải mất khoảng nửa tháng để cải tạo mới làm được vụ mới. Năm nay giá muối tăng gấp đôi so với năm ngoái nhưng do thời tiết nhiều hộ dân không có muối để bán, trong khi ba năm liên tiếp muối mất giá nên ế ẩm. Nhiều hộ dân cho biết hàng chục năm qua chưa năm nào thời tiết bất lợi khiến người làm muối điêu đứng như vụ mùa năm nay.